Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Vé xem Super Bowl có giá trung bình 6.800 Mỹ Kim. Vẫn còn thời gian để những người hâm mộ NFL mua được vé xem trận Super Bowl cuối tuần này ở Phoenix, Arizona. Tính đến thứ Sáu ngày 10 tháng 2, vẫn còn 2.800 vé từ công ty bán vé StubHub. Thế nhưng người hâm mộ sẽ phải trả một khoản tiền khá lớn để xem đội Philadelphia Eagles đấu với đội Kansas City Chiefs. StubHub cho biết giá khởi điểm là khoảng 3.100 Mỹ Kim, còn trung bình dao động ở mức 6.800 Mỹ Kim một vé. Đại diện công ty StubHub, ông Adam Budelli cho biết, đúng như dự đoán, đang có nhu cầu rất lớn từ những người hâm mộ hai đội Eagles và Chiefs. Tuy giá cắt cổ như vậy, nhưng ông George Paulus, 64 tuổi, một người hâm mộ nhiệt thành của đội Eagles, nói rằng nếu được tận mắt chứng kiến cảnh đội nhà chiến thắng thì quả thật là vô giá. Ông đã bay đến Phoenix để quyết xem cho bằng được trận này dù vẫn chưa mua được vé. Ông nói thêm rằng nếu giá vé lên 10.000 Mỹ Kim thì có lẽ tôi sẽ mất mạng khi về nhà. Nhưng nếu tôi có thể mua được vé dưới 5.000 Mỹ Kim thì chắc vẫn sẽ giữ được toàn mạng. Tính luôn cả tiền thuê khách sạn, tiền ăn uống trong suốt 2 ngày cuối tuần, chắc cũng phải tốn tổng cộng 8 hay 9 ngàn gì đó. Ông Paul Roberts, 61 tuổi, đã cùng đám bạn bay từ Anh Quốc sang Mỹ để xem trận Super Bowl năm nay, nhưng đành ngậm ngùi vì không có vé. Ông nói giá chát quá. Hồi chúng tôi đến Mỹ xem trận Super Bowl năm 2015, giá chỉ khoảng 4.500. Ông cho biết cả bọn sẽ ở nhà coi đỡ qua TV vậy. Anh Creed Martinuk, 17 tuổi, một người hâm mộ đến từ Dallas, Texas, đã đến Phoenix cùng cha mình. Người đã may mắn thắng được hai vé trong một cuộc xổ số tại sở làm, nên không phải lo lắng chuyện giá cả. Tuy nhiên, anh chàng mạnh miệng tuyên bố rằng, nếu đội mà anh ta yêu thích là đội Cowboys mà đấu trận Super Bowl, thì cho dù giá vé bao nhiêu đi nữa, cũng không thành vấn đề. Giá trung bình 6.800 Mỹ Kim một vé. Oh my God! Rõ ràng là mình lạc hậu quá, tại vì cái này mình đối với mình nghe thì nó chấn động như vậy. Nhưng mà mấy cái ông này ông coi, ông nó giá mấy năm trước rẻ, 4.500 rồi. Lưu Minh Châu khi nghe bản tin này có cảm thấy ngạc nhiên không? Hay là biết là cái giá vé Super Bowl nó là khoảng như vậy rồi? Em biết Super Bowl giá rất là mắc anh Tâm. Oh my God, dạ. Anh Tâm rõ ràng là quá lạc hậu ở mười mấy chục năm mà không ngờ cái giá vé nó lên tới kinh khủng như vậy. Mắc lắm dạ. À, hồi đó vậy Lưu Minh Châu có bao giờ mà thích một cái môn nào nghệ thuật hay thể thao, bất cứ một cái môn nào đến mức mình dám bỏ cả ngàn mấy kim để mua vé đi xem không? Dạ em chưa. Chưa em không? Chưa mê tới đợi mới... để đó. Dạ. Cái này, Thánh Âm cũng vậy, cái này mình phải mắc cỡ mà thú nhận là cộng đồng Việt Nam mình hay có những sự kiện mà nhiều người thích đi coi nhất là đi xem mấy cái show ca nhạc. Dạ. Mình không dám nói của trung tâm nào nha, những show ca nhạc lớn bạn Thanh Tâm nhiều người thích xem ghê lắm và sẵn sàng bỏ nhiều khi lên tới 400-500, không dám vé ngồi hàng đầu, 400-500 hàng giữa đi xem. Và lần nào rủ Thanh Tâm nói what 100 cũng bỏ. 100 cũng bỏ. Nói gì đừng nói như 400-500, một cái này lên tới 6.800. Thành ra nhiều khi mình thấy mình cũng có một cái sự thiệt thòi, đó là mình không có một cái niềm đam mê đủ lớn như những người xung quanh. Tại vì khi mà chúng ta có niềm đam mê đủ lớn như vậy, Lâm Minh Châu, khi mình bỏ tiền ra tuy hơi sót thiệt, nhưng mà khi mình được xem mình thỏa mãn, nó có một cái sự thỏa mãn lớn lắm hả? No, it's okay. Không mê cái này cũng không sao anh Tâm. 6.800 save cũng không sao. Không chỉ biết là mình save, nhưng mà mình không có được cái cảm giác thỏa mãn như thế nào khi mà được xem những thần tượng của mình thi đấu thể thao hay là biểu diễn ca nhạc. Thanh Tâm chỉ có một cái thỏa mãn là ngồi nhà đếm tiền. Xấu hổ vô cùng. Mỗi người một cái thỏa mãn riêng. Xấu hổ vô cùng. Thành ra chắc tối nay em về em có thể làm bạn với anh Tâm. Tối nay hay đến đây về nhà đem 6.800 ra rồi đem coi có đủ 6.800 hay không. Bản tin vừa rồi cũng là lại thú đếm tiền của Lương Minh Châu đã kết thúc chương trình tin tức cuối tuần của Sài Gòn TV. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày thứ bảy thân nhiều hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.